Quen ai đúng không? Nhỏ em có bồ rồi, coi như là chết luôn rồi. Mà bây giờ sao đây, không lẽ cũng làm cột bóng bóng rồi làm rần rần mà tối nói xong rồi không có đem đi chơi đó. Nhưng mà anh hỏi này, khu vực đó ngoài hai chị em này bắn bông không còn nhỏ nào bắn bông khác? Tức là cái khu đó bữa đó gái đẹp như nó đi đâu hết trơn rồi. Còn hai chị em nhỏ nẻ lại. Quỷ cái. Vợ em mà kêu quỷ cái không mà chị Dân. Ủa sao kỳ vậy? Tại sao em gọi là quỷ cái hả? Dạ em biết kêu rất quen rồi. Thế hả? Rồi. Chồng vợ chồng mà kêu quỷ cái mà em không hiểu nổi. Ở nhà em tên tí em. Quỷ cái tí em. Quỷ cái gì quỷ cái. Rồi rồi rồi, sau đó cái tình cảm của hai đứa tiến triển như thế nào? Sao nữa ta? Lúc đó là vô là cua bà em, nhưng mà biết bà em có bồ rồi. Nhưng mà bây giờ là ta nói là không gì đó, cái câu tình câu... chị duyên em. Đúng rồi, giờ là em. Bây giờ là tình em duyên em mà tình chị. Đúng rồi, mới có 8 giờ mà 8 giờ rồi mà không có ai không để mà ai. Cua. Chứ bây giờ biết làm sao giờ. Mà lâu lâu mới về Long Thành một lần. Thôi kệ, coi như là thí mạng luôn đi. Cua đại đúng không? Cho vui nhà vui cửa đi. Có này bắt đại cái kia. Bắt đại cái kia. Nói chuyện như bà này. Xong rồi cái bà rủ đi ăn, em rủ đi ăn đúng không? Rủ gì? Tại vì tôi rủ nguyên nhóm, rủ ông nào? À rủ nhóm đi ăn. Rủ nguyên nhóm đi ăn. Xong rồi là chồng vô đi ăn mà biết thân phận được xấu hay sao á, ăn tự trả tiền luôn. Trời ơi. Mà nguyên bày con trai mà tự trả tiền luôn. Mà sao không em không ra lăng em bao bả? Sao sao? Không biết nhục còn nói. Đó kìa, không biết nhục còn nói kìa. Sao không bao người ta? Mời người ta mà phải, đúng rồi, tại mình đẹp, mình là trai đẹp dưới quê cho nên mình phải có giá. Bạn mời tôi là bạn phải bao tôi chứ. Trời ơi. Ông ghen ghê luôn. Rồi sau khi mà đi ăn cái bữa đó, em còn ấn tượng là anh này bị khùng nữa không? Hay là cái ấn tượng của em có thay đổi? Em cũng hay ghét lắm. Tại vì em thích cái anh kia. Trời ơi. Cái điều gì? Tại vì cũng như anh đó, đang cua em mới có xong cái ảnh đưa em về. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Hôm nay chị em mình không biết nói sao nữa chị. Đúng không? Rồi, nói sao giờ? Đây nè. Bây giờ để họ nói đi, mình đừng nói gì đó, chứ. Bây giờ chắc có lẽ là nếu như chương trình mà có Lê Dương Bảo Lâm này, chắc có lẽ là không có ai mà mình nói lại ảnh hết trơn hết trời á. Im để cho một em nói chuyện Bảo nghe nè. Bốn người mà còn có chuyện để nói nghe. Làm chuyện bình thường, một mình ảnh với một cái máy thôi. Anh nói 2 tiếng đồng hồ luôn. Đúng chưa? Dạ giới thiệu nha. Rồi, bây giờ dạ, giới thiệu. Mọi người ơi, mọi người ơi. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Lê Dương Bảo Lâm, năm nay 30 tuổi, công việc chính của em là diễn viên. Và đây là người đầu ấp tay gối với em, Quỳnh Quỳnh, giới thiệu đi dạ. Quỳnh Quỳnh. Xin chào mọi người, em tên là Tạ Thị Quỳnh Anh, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em là trợ lý của anh Lâm. Trợ lý của anh Lâm đúng không? Trợ lý của anh Lâm. Em ơi, trước tiên là muốn hỏi cái cảm nhận của em khi mà em mỗi một ngày em làm cái vai trò trợ lý của anh Lâm á, là cái công việc của em đó là cái gì? Pha nước chanh hay là pha đường phèn cho anh uống để cho mát giọng em? Dạ, luôn kim luôn oxin nữa, cái gì cũng làm được hết á. Anh nghĩ rằng là gia đình của em luôn luôn đầy ắp tiếng cười đúng không? Dạ. Bởi vì Lâm là một người luôn luôn mang tiếng cười đến cho tất cả mọi người, mà trong đó có anh, một người fan hâm mộ của Lâm. Thao dạo này ngày like mấy lần? Nói không giấu chứ em bị chặn rồi. Sao vậy? Chặn nữa rồi cô. Trời ơi sao like mà... nhiều quá cô Dân ơi. Bà con cô bác ơi, khán giả ơi, những ai yêu mến chương trình Vợ Chồng Son, những ai yêu mến Quốc Thuận thì hãy giúp cho Lê Dương Bảo Lâm lấy lại cái Facebook. Không ai giúp được, không ai giúp được. Sao vậy? Dạ cái này là bên Mỹ người ta chặn luôn rồi. Tại vì ví dụ Facebook bây giờ thông minh lắm. Ví dụ một cái hành động mà cô làm hoài thì chắc chắn sẽ ta bị để ý. Ví dụ như bạn like người ta nhiều quá, bạn chia sẻ người ta nhiều quá thì ta sẽ chặn tính năng đó. Còn bây giờ con live stream nhiều quá, ta nghi ngờ, đây là cái hoạt động đáng nghi ngờ, cho nên ta chặn luôn. Trời ơi. Giờ là nghỉ live stream luôn rồi. Khổ quá Lâm. Trời đất ơi. Mà em có thể chia sẻ đi cái tâm tư của em sau khi mà em bị chặn Facebook. Dạ em xin gửi đến những nhà Facebook, những anh mà sáng tạo ra Facebook, đừng chặn em nữa. Tại vì em lên đó là không phải bán hàng mà chỉ giao lưu với mọi người thôi, cho nên hỏi thương em đừng chặn em nữa. Rồi vài phút quảng cáo cho Lê Dương Bảo Lâm đã hết. Bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ mời hai em, sau khi hai em đã giới thiệu về mình rồi thì bây giờ ta quay trở lại với chương trình. Anh muốn hỏi rằng là Quỳnh Quỳnh, tại vì nãy anh nghe Bảo Lâm kêu em bằng cái tên rất là thân mật là Quỳnh Quỳnh đúng không? Yeah. Và anh cũng thích cái tên Quỳnh Quỳnh. Cái cơ duyên nào mà em và Bảo Lâm lại gặp nhau và ấn tượng đầu tiên của em dành cho người đàn ông này là gì? Dạ, yeah. Em với anh Lâm gặp nhau là ngày 14 tháng 2. Là cái thường thường cái lễ tình yêu là em đều đem hoa ra công viên để bán.
Cho nên là cái ngày đó là ảnh quen cái người bạn của em. Cho nên là ảnh từ thành phố ảnh về ảnh chơi chung. Ảnh ghé chỗ em bán hoa á. Cái là ảnh chơi mà lúc đầu tiên thì em thấy ảnh là em rất là ghét. Ảnh chảnh chẹ lắm, ảnh giống như thằng khùng á. Ủa là em bán hoa ở đâu? Dạ công viên á. Công viên nào? Dạ công viên ở dưới Long Thành. Long Thành. Dưới Long Thành còn Lâm là từ thành phố về. Dạ, lúc đó em là sinh viên trường sân khấu rồi, năm 2 rồi. Mà lúc đó mình mang danh là sinh viên trường sân khấu. Chính vì vậy mình thể hiện xíu, tức là lãng tử xíu, tóc tai vuốt vuốt các thứ. Rồi chạy xe, mà lúc đó em chạy xe SH. Thấy ghê lắm. Là lúc đó dưới quê là không có SH đâu. Mà em có SH. Bởi vì sao đó em cột nguyên chùm bong bóng mà sau xe đó. Đó em chạy đồ mà không đội nón bảo hiểm luôn. Trời ơi. Chạy nén. Tao nhìn em quá trời. Em cứ tưởng là người ta trầm trồ với nhan sắc của em. Nhưng không, sao để em mới biết giống thằng khùng. Đó đó là ấn tượng của em. Đó đối với vợ. Trời ơi, rồi nó nghe nè. Ngoài mọi người nhìn ra, công an có nhìn thấy em không? Dạ lúc đó thì thường thường dưới quê em lễ thì mấy chú công an thì cũng sẽ chăm trước. Tại vì lễ mà ở cái đó khu vui chơi, tất cả nam thanh nữ tú cũng như là các bạn trẻ đều tập trung cái công viên đó. Chứ như vậy mà em thấy anh Lâm anh hơi khùng khùng đúng không? Ờ nhưng mà nếu mà đã không ưa nhau vậy rồi sao mà hai đứa tiếp cận nhau đúng không? Dạ từ lúc đầu em thấy ảnh cũng đẹp nhưng mà nghĩ là ảnh chắc sẽ không cua em tại em xấu lắm. Chứ lại em nghĩ là em cũng không với được cái người giống như vậy. Cho nên đó. Là em chỉ nghĩ là giống như khùng mà em thoáng qua thôi. Dạ nếu như mà